Rồi chào tất cả các bạn nha. Với tiếp tục với chủ đề xem bắn pháo hoa ở thành phố Hồ Chí Minh ở đâu là đẹp. Thì bữa nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết một địa điểm nữa ở quận 2, đó là ở dưới chân cầu Sài Gòn. Các bạn xuống chân cầu Sài Gòn. Vừa xuống chân cầu Sài Gòn, các bạn sẽ bo cua về mé bên tay phải, các bạn vòng xuống đường Trần Não và đi hướng về bên ở dưới chơi dạ cầu Sài Gòn nha các bạn sẽ qua được ngay chỗ cái bờ kè như thế này, các bạn có thể thấy rất là rộng. Các bạn có thể thấy đứng ở đây các bạn coi bắn pháo hoa rất là đẹp luôn, rất là vừa tầm, không phải ngước mặt lên cao mà để mình xem rất là mỏi cổ. Đối với các bạn mà có điều kiện lên các tòa nhà cao tầng xem bắn pháo hoa thì rất là tuyệt vời. Còn như các bạn ở xa tới mình không biết chỗ thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái chỗ vị trí này để mình xem bắn pháo hoa, là ở bên quận 2 vừa qua cầu Sài Gòn luôn nha các bạn. Các bạn nhớ là vừa qua cầu Sài Gòn mình bo cua mấy bên tay phải, mình chạy xuống dạ cầu, mình chạy thẳng qua bên đây, chạy bo cua quẹo về hướng mấy bên tay phải nha các bạn. Rồi xong mình chạy đụng bờ kè, xong mình cũng quẹo bên tay phải luôn, chạy khoảng chừng 200m là mình ra cái bờ kè này. Mình quay cho các bạn coi nè, cái bờ kè này nó rất là rộng và rất là dài luôn. Ở bên đây đường xá thì cũng khá là rộng. Bờ kè này hiện tại thì người ta đang làm, nhưng mà không biết là đây tới Tết Nguyên Đán có làm xong hay chưa. Nhưng mà dạng như mình thấy này á, là đây tới Tết Dương là thì chắc chắn là chưa xong rồi. Nhưng mà cái bờ kè này nó cũng rộng rãi, sạch sẽ lắm. Đứng ở đây thì các bạn có thể thấy là cái view nó rất là đẹp, rất là thoáng, không có bị vướng cái chỗ nào hết. Để lúc mà mình xem bắn pháo hoa rất là đẹp luôn. Rồi video này mình chia sẻ cho các bạn xem một địa điểm này thôi nha. Bây giờ mình cũng có công việc, cũng trưa rồi. Mình đi công việc ngang đây, mình dừng lại mình chia sẻ cho các bạn xem. Tại vì năm trước mình cũng có đến đây mình xem pháo hoa rồi, nhưng mà mình không có quay lại. Thì năm trước Tết Dương Lịch thì xem pháo hoa ở đây thì chỉ có vài chục người thôi, hầu như ít người biết lắm. Cái địa điểm này là cái địa điểm mới, rất là ít người biết. Rồi mình biết là để mình chia sẻ cho các bạn đến đây bạn thưởng thức pháo hoa. Rồi hello, chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục chuỗi video của mình là đứng ở địa điểm nào xem bắn pháo hoa Tết Dương Lịch 2020 là đẹp nha các bạn. Hiện tại mình đang ở quận 2. Hiện tại là ngay chỗ này đường Mai Chí Thọ qua chỗ hướng về đường Trần Não nha các bạn. Ở đây đường rất là rộng, rất là thoáng luôn. Ở bên đây thì mình đứng đây mình có thể xem được trực tiếp ở tòa nhà Landmark 81 nha các bạn. Với vị trí này thì các bạn có thể là thấy, các bạn coi trên video các bạn thấy xa, nhưng mà thực tế ở ngoài rất là thoải mái nha các bạn. Các bạn coi á, các bạn không có phải ngước mặt lên nhiều để bị mỏi cổ. Ở bên ngay khúc đường hướng về Trần Não này thì đường xá nó rất là rộng, các bạn có thể là đậu xe coi các màn trình diễn pháo hoa thoải mái luôn nha các bạn. Rồi hướng bên trái là cái xa là cái tòa nhà Vitexco, ngay đó là gần cái hầm Thủ Thiêm luôn nha các bạn. Ở bên đây thì mình có thể coi được hai địa điểm rất là tuyệt vời luôn nha. Đứng ở đây thì mình nhìn là vừa coi được pháo hoa ở tòa nhà Landmark 81, vừa coi được pháo hoa ở hai chỗ hầm Thủ Thiêm luôn nha. Ở bên đây với bên Vitexco hầm Thủ Thiêm là rất là gần. Các bạn coi trên video các bạn thấy nó hơi xa chút xíu, nhưng mà thật sự nó rất là gần. Đứng ở đây là có thể nhìn thấy được toàn cảnh hai nơi bắn pháo hoa gọi là đẹp nhất ở Sài Gòn luôn nha các bạn. Thấy không, đường nó rất là rộng, bên phần vỉa hè bên đây các bạn sẽ chạy xe lên đây thoải mái luôn, hai bên đường luôn. Ngay khúc này là ngay cái cầu, nhưng mà cầu thì người ta chưa có để
tên. Còn như các bạn mà muốn thoải mái hơn, các bạn chạy xuống tới một chút xíu, có cái đường ra chỗ khu dân cư mà bên đó ít người ở lắm, các bạn vô đó các bạn đậu xe cũng thoải mái luôn. Ở bên đây đậu xe thì cực kỳ thoải mái, và xem ngay chỗ cái view này có thể là gần như có thể là rất là đẹp ở Sài Gòn luôn nha các bạn. Mình làm video này á, thì làm cho các bạn trước tới giờ chưa có biết hay em bắt ra còn hết là tất cả các bạn đều biết. Ở Sài Gòn là có 3 địa điểm bắn pháo hoa, một là ở Hầm Thủ Thiêm, hai là ở tòa nhà Landmark 81. Tòa nhà Landmark 81 thì mới đây thôi, mới vừa năm nay qua sang năm mới vừa năm 2019 sang năm 2020 thì đã được là năm nay nữa là được 2 năm. Thì cái địa điểm thứ ba nữa là công viên văn hóa Đầm Sen. Thì các bạn ở xa ấy, có thể đi qua đây thường xuyên, các bạn có thể là không biết cái khu bên đây để mình coi bắn pháo hoa chỗ nào là đẹp. Các bạn cứ chạy, nếu mà cái ngày người ta bắn pháo hoa, người ta chặn Hầm Thủ Thiêm, thì các bạn cứ việc chạy qua cái cầu Thủ Thiêm, các bạn qua bên quận 2 các bạn xem rất là thoải mái. Rồi ở như bên quận nhất hay là phố đi bộ vẫn coi được bình thường, nhưng mà rất là đông đông người, các bạn có thể là dẫn tới tình trạng kẹt xe, rồi khi mà bắn xong các bạn rất là khó đi về. Còn bên đây thì mình cứ thở coi bắn pháo hoa xong mình tàn tàn mình về sau. Lại đông người những ngày lễ Tết đông người vậy, có các bạn có thể dễ bị móc túi nữa. Đứng ở bên đây coi thì rất là đẹp luôn, rất là rộng và thoải mái nữa. Rồi mình kết thúc video ở đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ có công việc mình đi tiếp rồi. Nếu các bạn nào mà thấy video của mình hay thì cho mình một like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm video khác hay hơn nha các bạn.